đời số 5 đặc trưng và dự đoán năm 2024. Chào mừng bạn đến với FNL. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của đường đời số 5, khám phá những phẩm chất đặc biệt tạo nên con người hiện tại của họ, đồng thời tiết lộ những dự đoán và thông tin chi tiết về vũ trụ đang chờ đợi họ vào năm 2024. Để tính chỉ số đường đời, bạn tính cộng tổng các con số trong ngày tháng năm sinh dương lịch của bạn lại và tiếp tục cộng đến khi còn một con số duy nhất. Nếu kết quả là số 5 thì bạn có đường đời số 5. Bạn có thể để lại ngày tháng năm sinh dương lịch bên dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ tính chỉ số đường đời của bạn. Đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh FNL để cập nhật những video mới nhất. Tổng quan đường đời số 5. Trong số học Đường đời của mỗi cá nhân được dẫn dắt bởi một con số duy nhất chứa đựng những hiểu biết sâu sắc về tính cách, số phận và những trải nghiệm đang chờ đợi họ. Đối với những người có hành trình cuộc đời được xác định bởi con số 5, năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm của những biến đổi, phiêu lưu và tiến hóa đáng chú ý. Những người số 5 trên đường đời được biết đến với bản tính tự do, Tính tò mò không thể kiềm chế và khao khát vô độ đối với sự thay đổi và hứng thú. Nếu số đường đời của bạn là 5, bạn đang có một chuyến phiêu lưu thú vị. Những người có đường đời số 5 là những người tìm kiếm cảm giác vĩnh viễn, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới và những cuộc phiêu lưu ly kỳ. Họ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, thích bầu bạn với những tâm hồn có tinh thần tự do, vui vẻ hơn là những cuộc trò chuyện triết học sâu sắc. Mặc dù họ có thể không suy ngẫm về những câu hỏi sâu sắc của cuộc sống nhưng họ thường tìm kiếm những câu trả lời thiết yếu. Khả năng thích ứng và độc lập. Các cá nhân của đường đời số 5 có khả năng thích ứng đáng kinh ngạc với quan điểm tiến bộ. Độc lập, tự do là nguyên tắc chỉ đạo của họ, giúp họ thoát khỏi những ràng buộc và đơn điệu. Họ tìm kiếm sự kích thích và đa dạng. Những phẩm chất chính của đường đời số 5. Tính hòa đồng, Đường đời năm là những con bướm hòa đồng, phát triển mạnh mẽ khi ở bên những người cùng chí hướng, vui vẻ. Tính cởi mở, họ có tầm nhìn rộng rãi, cởi mở, luôn mong muốn khám phá những chân trời mới. Tư duy nhìn xa trông rộng, đường đời những người năm sở hữu trí óc có tầm nhìn xa, thường tràn ngập những ý tưởng sáng tạo. Tinh thần thích phiêu lưu, họ là những nhà thám hiểm bẩm sinh được thúc đẩy bởi niềm khao khát khám phá vô độ. Tự do và cân bằng, khả năng sử dụng tự do một cách xây dựng trong khi duy trì sự cân bằng là sở trường của họ. Cân bằng sự đa dạng và trách nhiệm. Với tài năng đa dạng, đường đời số 5 thường thấy mình ở ngã ba đường khi lựa chọn mục đích sống. Việc lập kế hoạch trở nên quan trọng trong việc điều hướng biển khả năng. Mặc dù họ rất xuất sắc trong việc động viên người khác và là diễn giả có tài hùng biện nhưng thời hạn có thể khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Họ phát triển nhờ phiêu lưu, dù là trong thế giới vật chất hay thông qua khám phá trí tuệ, tìm kiếm những trải nghiệm đưa họ vượt xa những điều bình thường. Mục đích cuộc sống cho đường đời năm Mục đích sống chính của những người có đường đời số 5 là nắm bắt mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ khao khát được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất, tận hưởng từng cảm giác mà nó mang lại. Tuy nhiên, họ có thể phải vật lộn với những trách nhiệm liên quan đến tài chính và vấn đề gia đình. Công việc của họ phải có tính kích thích để mang lại kết quả, nhưng sự buông thả quá mức có thể dẫn đến sự thờ ơ với người khác, nuôi dưỡng khuynh hướng ích kỷ và làm sói mòn lòng tin. Sự thỏa mãn nằm ở sự cân bằng, nơi những cuộc phiêu lưu dành cho tâm hồn bổ sung cho những nghĩa vụ mà họ phải tôn trọng, đảm bảo một hành trình thỏa mãn trong suốt cuộc đời. Đường đời số 5 dự đoán năm 2024. Đối với những người có chỉ số đường đời số 5, vài năm vừa qua đã mang đến một cơn lốc thay đổi, khiến việc thiết lập cảm giác ổn định phù hợp với đường đời của họ trở nên đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2024 và kéo dài trong vài năm tới, các dấu hiệu cho thấy rõ ràng rằng những cá nhân cộng hưởng với đường đời số 5 cuối cùng sẽ có cơ hội xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn. Buông bỏ quá khứ đón lấy tương lai trên đường đời 5. Để điều hướng thành công giai đoạn chuyển đổi này, những cá nhân có đường đời số 5 phải sẵn sàng buông bỏ những ràng buộc của họ với quá khứ, mặc dù nói thì dễ hơn làm. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp kéo dài này là cần thiết để nhẹ nhàng hướng dẫn những người trên đường đời số 5 tránh xa bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai không còn phù hợp với đường đời đang phát triển của họ. Phát triển nghề nghiệp và trách nhiệm với đường đời năm. Trong năm 2024, những người đi trên đường đời số 5 sẽ thể hiện được trách nhiệm và sự trưởng thành của mình. Đây có thể là cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, có khả năng xảy ra vào tháng 5 hoặc tháng 9 đang chú ý, những giai đoạn tràn đầy năng lượng này cũng có thể trùng hợp với những thay đổi trong cuộc sống gia đình hoặc các mối quan hệ, tất cả đều nằm trong bối cảnh của đường đời số 5. Sự chuyển hóa trong các mối quan hệ trên đường đời 5. Khi những cá nhân có đường đời số 5 xác định lại bản thân, các mối quan hệ của họ có thể thay đổi đáng kể. Các kết nối mạnh mẽ sẽ chống chọi được với những thách thức, nhưng đối với những người không chắc chắn về con đường mình đang đi, vài năm tới sẽ mang lại sự rõ ràng rất cần thiết. Hơn nữa, những cá nhân mới bước vào cuộc sống của những người có đường đời số 5 có thể đảm nhận vai trò là người cố vấn hoặc người được cố vấn, tùy thuộc vào độ tuổi và kinh nghiệm sống của họ. Những kết nối có ảnh hưởng này có thể liên quan đáng kể đến các cá nhân lớn tuổi hơn hoặc trẻ hơn những người trên đường đời số 5. Cải tạo nhà cửa và hạnh phúc gia đình cho đường đời năm. Từ cuối tháng 10 năm 2024 trở đi, các cá nhân trên đường đời số 5 sẽ chuyển trọng tâm sang việc sắp xếp cuộc sống của mình. Ý nghĩ chuyển đi hoặc nâng cấp ngôi nhà hiện tại của họ có thể xuất hiện. Trong giai đoạn này, sự hài lòng trong gia đình được hứa hẹn có khả năng đi kèm với sự phát triển của gia đình thông qua hôn nhân hoặc thêm thành viên mới trong gia đình. Nắm bắt nguồn năng lượng này, nhiều người trên đường đời số 5 sẽ thấy làm việc tại nhà là một lựa chọn thuận lợi và phù hợp, phù hợp hài hòa với những thay đổi tích cực xảy ra trong cuộc sống cá nhân và con đường sống độc đáo của họ. Khả năng tương thích đường đời số 5 vào năm 2024. Đối với những người trên đường đời số 5, khả năng tương thích vào năm 2024 là hài hòa nhất với những cá nhân cộng hưởng với đường đời số 1, 3 và 7 bản chất tràn đầy năng lượng và phiêu lưu của đường đời năm bổ sung cho quyết tâm của số 1, tinh thần sáng tạo của số 3 và chiều sâu nội tâm của 7. Những sự kết hợp này hứa hẹn những tương tác thú vị và mang tính biến đổi trong suốt cả năm. Kết luận cho đường đời số 5 vào năm 2024 Vào năm 2024, những cá nhân có chỉ số đường đời số 5 sẽ sẵn sàng trải nghiệm cảm giác sâu sắc về sự nuôi dưỡng, trách nhiệm và sự hòa hợp. Năng lượng của năm nay phù hợp với thiên hướng tự nhiên của bạn đối với việc chăm sóc và xây dựng cộng đồng. Nắm bắt bản chất từ bi của mình, bạn có khả năng thúc đẩy những kết nối sâu sắc hơn cả trong gia đình và với những người bạn gặp trong hành trình cuộc đời mình. Mặc dù những thách thức có thể nảy sinh, đặc biệt là trong việc cân bằng và chăm sóc bản thân, ý thức bẩm sinh về nghĩa vụ và tình yêu thương dành cho người khác sẽ hướng dẫn bạn. Khi bạn tiếp tục hỗ trợ những người xung quanh, hãy nhớ dành lòng tốt tương tự cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh FNL, Vận mệnh và Nhân sinh để cập nhật những video mới nhất. Chúc các bạn năm mới 2024 nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công.